Ok, ngày hôm nay mình sẽ làm thêm một cái video và một cái chiến lược rất là sample dành cho các anh chị em. Mình chỉ sử dụng indicator ha. Cái fee indicator thì mình có thể vào indicator mình tìm cái EMA 34, 89 và 200. Ok. Sau đó mình mở một cái phần setting. Ok, mình không cần viết mấy cái này thì mình xóa bớt đi để mình khỏi phải nhìn cho bừng mắt. Rồi sau đó là phần mình setup màu tùy theo mình thích. Em thì em sẽ setup màu trắng này đi cho nhìn nó dễ coi, đúng không? Ok, sau màu trắng ha. Rồi sau đó là em đổi lại cái này phần màu trắng đi. Cái phần này em sẽ lấy là màu vàng. Right. Nó có cái gì sai sai hả? Ok, em đổi màu em sạch. Ok, và mình chỉnh lại theo cái trendline dễ nhìn chút xíu ha. Đừng có để to quá, mình để dễ nhìn chút xíu trên cái chart của mình. Rồi, ok, đây là cái phần EMA thì mình sử dụng là EMA 34, 89 và 200. Right. Sau đó là mình sẽ thay đổi cái phần OSI. Thì mình bấm vào cái phần thay đổi OSI ha. Mình tắt những cái mình không cần thiết. Sau đó mình có thể mình tắt cái phần OSI này. Ok, và mình sử dụng cái time frame là 1 tiếng để mình đánh cái chiến thuật short. Ok, chiến thuật short rất là đơn giản ha. Thì ở trên đây mình có một cái trend line, thì bây giờ mình highlight một cái phần đơn giản, mình vẽ y chang như vậy ở cái bảng và bài đầu. Mình kết nối ở điểm reversal ha, mình kết nối xuống. Okay. Đó. Và sau đó mình sẽ kiếm một cái phần kết nối ở dưới đây. Thì cái phần chart này á thì là nó sẽ đi tương tự như vậy, diễn biến hoài ha. Đúng không? Mình coi nè, thấy cái chart nó đi không? Đó, đây đây là phần đánh đầu trend, thì là mình có thể mình sử dụng ở một cách này cho cái nền tảng kế tiếp ha, thì có thể là cái chart này nó sẽ diễn biến y chang như vậy lại. Thì với sample thì mình khi mình vẽ cái này thì là mình sẽ short khi mà nó đụng vào cái trend line này và mình bán ra ở dưới đây. Không? Thì đây là cách để mà mình short. Thì làm như thế nào để mình short ha? Thì mình nhìn vào cái OSI. Ok, mình sử dụng cái OSI này mình trade. Thì đây là cái dùng 50 ha, cái dùng 50 của OSI đây. Ok, đây là cái dùng 50. Thì là khi mình short thì là mình đợi khi mà mình bắt 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 cái điểm short, thì khi mình vẽ cái trend line á thì mình bắt cái điểm short khi nó chạm vào điểm dùng giá vừa dùng 70 OSI 70 thì mình short xuống. Ok, rồi mình hold cho tới nào mình thấy mà nó cross qua đây thì khi nó đụng về 30 20 mình bán. Mình đánh cái swing này mình short theo bằng OSI. Sau đó mình bán ra và mình cũng làm y chang như vậy lại. Khi mà nó chạm vào đỉnh điểm 70 thì mình short. Đó, khi mà nó cross qua đây thì mình biết là cái bè của mình nó an toàn rồi, xóa xuống thì gì giá là 20 30 ta bán. Rồi sau đó mình cũng làm y chang vậy lại, mình sử dụng cái OSI. Đó, mình thấy cái điểm là dễ mà không? Đó, và cái điểm reversal mình short ở dưới đây thì khi nó đục về đây mình bán ra. Thì concept này là chuyên về để mình short ha. Và good example thì cách để nhận diện cái này thì làm sao để mình biết được, thì là very sample mình lại một lần nữa trở về cái five ha. Five thì mình tìm những cái con lệnh nào. Ok, mình bấm ở trong home và sau đó mình sẽ bấm là journal down. Ok, mình vào cái phần phần này ha. Rồi mình cứ bấm vào journal, thấy không, thấy cái phần journal down nè. Đó, khi mình click vào thì nó sẽ có những cái trend line, là những cái con sắt nó đang nằm ở trong trend này, thì mình tìm một cái trend này như vậy rồi mình đánh để mình take mình short nó. Thì đây là một cách trade sample. Đây là cách thứ hai mình hướng dẫn cho các bạn, để cho các bạn có một cách trade rất là sample, không cần phải đắn đo suy nghĩ mình phải dễ trade mình đón giá như thế nào. Very sample ha. Và mình chỉ cần trade theo cái trend, tức là khi nó chạm về cái vùng trên thì mình short
mình make entry vào thì nó chạm về dừng đáy mình bán ra, tức là dùng resistance mình entry, dừng đáy mình bán ra, mình đánh theo xu hướng. Thì cách thức này là một cách thức là mình có thể trade dễ dễ nhất và an tâm nhất ha. Và mình không cần sử dụng nhiều yếu tố indicator, mình chỉ vào cái indicator, mình setup EMA, mình tìm cái EMA, mình bấm EMA, nó sẽ ra là 34, 89, 200. Mình sử dụng cái EMA này để mình áp dụng vào cái chiến lược trendline. Và mình cách mình dễ là mình dễ kết nối ở những cái điểm chung, ở những cái điểm mà đỉnh của nó, mình dễ xuống và đỉnh đáy thì mình dễ để mình tìm, mình đánh short. Và cách thức này là chuyên về short và mình chỉ sử dụng cái time frame là 1 tiếng. Và sau đó mình sử dụng KO aside và cái cách sell aside, mình chỉ cần mở cái này ra. Ok, và mình xóa đi cái phần OSA này, mình chỉ sử dụng cái phần nào mình cần thiết thôi. Và mình sử dụng cái phần 70 và 30 để mình trade. Đây là cách thức trade easy, dễ kiếm tiền và mình không cần phải đắn đo cái thị trường nó đi lên đi xuống như thế nào. Cảm ơn bạn. Nếu bạn thích video này, like và share.